người phụ nữ phi ô tô vào sân công an xã, dùng liên hoàn cước phá dàn xe máy rồi buông lời thách thức. Gọi thằng trưởng công an xã đây, gặp tao không phải trốn nha. Xuống này. Mới đây, một sự việc được cho là quay tại xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hoa Phượng Đỏ, Hải Phòng đã làm cộng đồng mạng không ngừng truyền tay nhau khi một người phụ nữ trung tuổi đã có hành vi phá hoại tài sản ở ngay trụ sở ủy ban xã, đồng thời là những lời nói bị mất kiểm soát đã được thốt ra. Theo đó, không biết do xích mích với ai, bức xúc vì điều gì mà người phụ nữ này đã chạy chiếc ô tô màu trắng biển số 36 vào ngay sân của công an xã An Đồng. Tính cách không lòng vòng như người Hải Phòng, người phụ nữ này đã dùng liên hoàn cước xô ngã toàn bộ xe máy của công an và cán bộ xã tại đây. Không những thế, chị gái còn buông những lời chửi bới đến công an với giọng điệu vô cùng đanh thép và thách thức khiến ai chứng kiến cũng cảm thấy bất bình. Gọi thằng trưởng công an xã đây, gặp tao không phải trốn nha. Chúng mày ghim cái mặt của chúng mày vào. Cút ra khỏi khu vực này nếu không liên quan. Còn trâu bò đánh nhau rồi mới sáng tao đã làm việc cả buổi sáng rồi, lên đây đã gọi điện rồi, giờ không có ai cả. Tao xem thằng trưởng công an xã đây làm gì. Điện 36 đập hết xe luôn nhá. Đập hết xe xuống rồi. Đoạn clip sau khi đăng tải đã được dân tình chia sẻ chóng mặt trên khắp các diễn đàn. Nhiều người đã tự đặt ra câu hỏi rằng không biết ai đã đắc tội với người này hay vì lý do đặc biệt ra làm sao mà chị gái có những hành vi mất bình tĩnh đến thế. Tuy nhiên, dù nguyên nhân như thế nào thì việc hủy hoại tài sản, nhất là của các đồng chí công an và cán bộ xã như trên, thì sợ rằng chị gái sẽ sớm nhận được một tờ giấy mời lên làm việc, thậm chí là được lắc bạc trao tay cùng bản hợp đồng chưa rõ thời hạn với câu lạc bộ Juventus. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé.